viên cậu mà. Dạ, cháu đến thăm bác. Cháu là đoàn ở trong Hà Nội. Em tưởng không còn sức để mà ra thăm anh nữa. Ủa? Đi đây bán cái gì vậy? Dạ, sữa mới tính à. À, cái nào sữa? Dạ, anh Nghiệp ạ. Ủa, anh Nghiệp? Rồi, có cái bức thư. Và bây giờ chúng tôi lại đến với nhà chú Hai Viên, cũng là một cựu tù ở Côn Đảo, cùng với lại chị Trần Thu Hồng và Trần Duy Phương. Chú, tụi con rất là vui được đến thăm chú hôm nay. Và tụi con muốn được lắng nghe cái câu chuyện của chú để cho thế hệ sau chúng con có thể tìm hiểu được cái lịch sử như thế nào. Dạ vâng, tại Côn Đảo ạ. Quê gốc của tôi là Quảng Nam, Đà Nẵng. Thế rồi vì bác năm Mậu Thân, rồi ở là luôn, bởi vì hồi đó là cái quần đảo này có ai đâu, cho nên đảng nhà nước kêu gọi những cựu tù là những người cán bộ đảng viên của cái gì mà Mặt trận Việt Nam gì đó ở lại, thì mình phải ở lại giữ gìn Côn Đảo, chứ mà nó là ngụy quân ngụy quyền của nó ấy. Là quan thầy quan chức thì ra hết Hồng Nội Bãi rồi. Thì mà mình không ở lại thì những cái đó mà còn không đi được ở lại nổi loạn lên, cho nên phải ở lại. Tôi ở lại từ năm 68 cho đến 72 tôi mới về quê thăm lại gia đình, cha mẹ thì mới rước cái bà của tôi ra, cho nên đến hôm nay tôi vẫn ở đây. Coi như là Côn Đảo này kể trước và sau trên dưới 40 năm đến hôm nay. Hôm nay từ năm 78 cho đến năm 82 là 78 cái về quê rút ra, tôi ở đến luôn đến 30/4 một năm cướp chính quyền ở đây này. Phải ở lại xong rồi mới về cũng phép tác đàng hoàng xin đi về. Cháu muốn hỏi chú là cái thời gian chú ở tù Côn Đảo là từ năm nào tới năm nào, và trong cái thời gian đó chú có thể kể một số những cái hoạt động của chú trong đó. Tôi thì bị bắt Mậu Thân 68, ở nhiều chỗ lắm, không lớn Chí Hòa tù cũng lên rồi, nhà lao Tân Hiệp cũng lên rồi, lên không lớn Chí Hòa trả về nhà lao Tân Hiệp lần thứ hai, cũng bắt đi lính. Không chịu đi lính, nó cầm tay còn chân hết quanh cái tròn ấy, cạo tóc hết, trọc lóc hết, chụp hình, quay phim chụp hình, mày không đi lính tao cho mày đi biển. Mình ở trên Quảng Nam miền núi ở biết biển giả gì, mày đi thử chiến coi. Ông hai ra đây ở từ đó đến giờ. Tôi thì chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ rồi có hết. Cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, đòn roi tra tấn, đã đảo chế độ, kể cả đã đảo Bác Hồ nữa kìa. Nhưng mà quân hô của nó là chế độ của nó. Nhưng mà ở ngoài đời á, hắn nói mà, ở ngoài đời á, các ông
có súng, có dao, có kiếm, mà cho bây giờ ông hai bàn tay trắng ông làm gì? Ông đã đảo đi, không theo nó nữa. Bây giờ cũng có kẻ đi chứ. Hả? Làm sao chúng ta ngồi đời cũng còn vậy, trong này cũng ra đi. Ngồi đời còn đi chưa hoàng chưa hồi. Cô tù thì cũng 10 người cũng đi hết 5-7 người, còn lại mấy người thôi. Nên tôi không làm cái đó thì bỏ đói bỏ khát, phi tiễn liều đạn gai. Năm đó là chú hai bao nhiêu tuổi thưa chú? Năm đó mới còn trẻ thanh niên mà ngon lành, trẻ non, hăm mấy tuổi. Bác đi lính đó. Chụp hồi đó là bên nào cũng cần thanh niên, sức thanh niên hết. Chế độ mình cũng cần thanh niên, mà nó cũng cần thanh niên. Mà hắn đưa mình ra không phải dễ gì đâu. Hắn ra nó sướng lắm. Ra ngồi đó ông có súng có đạn trong tay, ông muốn đi bên nào đó ông đi. Chứ bác chịu mà ở đây, tay trắng mà ông cự với chúng tôi. Hắn nói vậy chứ, mình một nó ba, đâu có dễ gì. Bắt mình đều làm bia rửa đạn cho nó chứ được không đi, cho nên nó phải đài ra đây. Chứ đi thì chết rồi, không còn vợ còn con cháu gì đâu. Nhưng mà năm đó là không biết là cân lượng chú như thế nào, mà giờ cháu thấy là chú hơi ốm á, là sức khỏe chú ra sao à? Nói như ông kia, tôi đại gia, không phải đại gia là giàu có chức quyền tiền của, nhưng mà da bọc nó xương. Đại gia là nhiều da. Nhiều da. Bởi vì bây giờ có con có vợ rồi lo vậy không? Tôi cũng còn sống đến hôm nay chứ. Có gì đâu. Ăn không được. Ăn ít lắm. Rồi ăn không được mà tốn tiền nhiều quá. Tức là uống thuốc nhiều à? Thuốc châu cho. Yến những nổ xăm đồ dữ lắm, tiền không á nhá. Trong tù thì là cái việc mà đấu tranh thì cũng rất là khắc nghiệt rồi, nhưng mà chú có những cái kỷ niệm gì mà sâu sắc đối với lại đồng đội với lại bản thân chú ạ? Kỷ niệm thì cũng nhiều lắm. Tôi thì hơn các chú các cô là Bắc Trung Nam, tôi biết hết, ăn được hết, ăn mặc nói năng ứng xử ba miền tôi làm được hết. Bởi vì tôi ở này là nói vậy chứ, có tất cả nhiều ba miền này đều ở đây hết, mà tôi ở trong đó là tôi đã sống với những người đó rồi, nên tôi được cái đó, văn hóa ba miền tôi biết hết. Tôi đã được nhà nước cho đi 2 lần ra Hà Nội, ra Lăng Bác, quảng trường Ba Đình, cựu chiến binh tỉnh cho đi lần. Tôi ở huyện đây cho đi lần, đi 2 lần Lăng Bác rồi Điện Biên đó, lên tới Điện Biên Phủ. Trời ơi. Nhưng mà cái thời gian mà chú ở trong tù thì lúc đó là chú đã giác ngộ cách mạng và đã trở thành đảng viên chưa chú? Chưa. Mới có đoàn thanh niên thôi, đâu làm gì có đảng viên được. Mới hầm mấy tuổi thì lại quý lắm rồi. Cho nên tôi chưa có đảng viên, chỉ có đoàn thanh niên thôi. Rồi vô đó rồi, trong tù nói vậy chứ. Những người đi trước á, những người mà lớn tuổi cỡ năm mấy 60 á, ổng mới chỉ chỏ ổng bài cái này nọ kia ấy, giác ngộ thế từ từ rồi biết lần ổng mới chịu đựng nổi, chứ không thôi đi hết. Cháu nghe là ở trại tù Côn Đảo là khắc nghiệt lắm, thì có những cái cuộc mà vượt ngục hay là như thế nào không ạ? Ở đây là địa ngục trần gian. Bây giờ nhà nước phong tặng mảnh đất anh hùng. Anh hùng thật ra phong tặng với những anh hùng làm nghĩa địa hằng keo của Tây á, nghĩa địa hằng dương, nghĩa trang hằng dương đó. Những anh hùng nằm hết trên đó rồi. Tụi tôi hưởng xoái có cái ổng thôi chứ anh hùng gì.
Mà khi mà sau khi mà xong thì chú lại tiếp tục sống ở Côn Đảo tiếp tục, thì chú thấy cái thời gian sau này thì cái việc phát triển ở Côn Đảo với cái nhìn của chú, cái địa danh mà lịch sử như thế này, chú nghĩ như thế nào? Trước đây địa ngục Trần gian, bây giờ mở mang thiên đường. Thiên đường như vậy. Cho nên nhà nước đó ở đây địa phương cấp cho tôi hai ba cục đất, ông chọn ở đâu ở đó. Tôi chọn chỗ này gần đường, thuận lợi xe chạy tới nhà. Giờ đi xe đạp không nổi, đi xe lan không được, đi đâu vợ con đưa đi vậy thôi. Mà có đi đâu, thỉnh thoảng đi đi nhận lương chẳng có à, đi bởi con nó để cha đi chơi vậy chứ, như nó đem về cũng được chứ, để đây chơi vậy. Cho nên tôi là ở cục đất chỗ này, cho nên gần đường dễ vô ra thôi. Chú có mấy người con thì chú? Tôi thì hai trai một gái, ít con lắm. Với thời gian mà sinh con đẻ cháu là mình không có rồi, mà đến khi lớn tuổi rồi đâu có nhiều con nữa. Một đứa trước lớn năm nay nó đi làm ở bệnh viện rồi, nó bác sĩ, vợ nó cũng bác sĩ bệnh viện. Rồi còn thằng làm uy tín này rồi con út của tôi, cái út cuối cùng của tôi được có chồng rồi, có hai cháu. Có chồng cũng ở trong tỉnh, tỉnh Bà Rịa thôi, nhưng mà ở trong đất chứ không rồi. Nhưng mà nó còn công an việc làm ngoài đảo này, cho nên nó về nó ở này làm việc xong rồi nó về với cha với mẹ bên chồng đó. Tôi có không có nhiều con. Thế còn cái việc mà sinh hoạt với lại các đồng đội của chú, những cái người mà cũng đã từng ở tù Côn Đảo, ở trên đảo này như thế nào, và chú có còn liên hệ với những cái đồng đội của chú ở trong đất liền nhiều không ạ? Dạ, trước đây hệ đông lắm, nhưng mà về ra cuối cùng còn là năm, tức là bốn nam một nữ, nhưng mà rồi chết thế thai ông rồi. Chỉ còn bên cổ ống là một người, bên này tôi với bà Tư Ni đó là còn có ba cựu tù thôi, chứ còn đi hết lần đi hết. Lần trước chúng tôi là cũng ra có được gặp bác Bảy Oanh, và sau đó chừng 2-3 tháng là chú được tin là bác Bảy Oanh cũng đã mất rồi. Hồi ông Bảy Oanh còn sống chú có không? Có dạ biết? Có, cháu có ra, cháu có làm một cái cuộc trò chuyện và chú Bảy Oanh cũng kể cho cháu nghe nhiều câu chuyện. Có tù cũng quen hết. Dạ. Ổng mới đi đó. Dạ vâng. Ổng mới lộng năm bảnh rồi, có ông Bảy Oanh ở đây. Hai ông đi rồi, còn bên đó ông Tư Hùng. Bên này tôi với bà Tư Ni còn có ba. Đó là những cái lịch sử đã đi qua. Hôm nay là con rất là đến vui mừng được gặp chú ở đây cùng với lại các chị Hồng, chị Phương là cũng em là cựu tù. Dạ. Em dân Quảng Nam, em ở tù binh. Huyện nào? Em ở Điện Bàn. Dân Gò Nổi. Dạ, dân Gò Nổi. Dạ, em là dân Gò Nổi. Dân Đội đó. Dạ, dân Gò Nổi. Em đó, em ở tù binh năm em 13 tuổi. Khi em trao trả về Lục Ninh. Dạ, rồi ra miền Bắc quay lại đây. Năm 81, 83 là em có công tác ngoài Vũng Tàu. Công tác ở Bà ra ngoài ủa, này làm bên cái nhốt cô ở đâu? Nhốt em ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Tài với chị Phương nè. Rồi Cần Thơ, trao trả. Không đi Phú Quốc phải không? Chưa, chuẩn bị đi là trao trả, có lệnh trao trả điền. Nên em biết cái anh là cô Tư mà ở lại ngoài này nè, thì 81, 83 là cái thời gian đó, mà thời gian mà ông Ninh còn làm bí thư và đi Vũng Tàu mình, anh nhớ không? Dạ, lúc chú Úc Ninh là đó. Rồi cái thời mà ông Sơn, ông Hoàng còn ra làm mùa này. Anh nhớ không? Ông Đỗ Nông Hoàng bây giờ ông mất rồi, còn bà đó. Còn bà hả? Dạ. Có nghĩa là cái thời đó mà kêu gọi thanh niên để ra bám trụ ở ngoài này đã là khó khăn rồi. Là lương đồng ý chi tăng thêm 50% để cho nam nữ thanh niên ra ngoài này rồi, nhưng mà không ai chịu ra.
chỉ có anh rồi bà Tư rồi một hai người nữa thì chấp nhận ở lại ngôi này để xây dựng côn đảo. Thế em biết cái đêm nãy em vô em nghe nói bà Tư, cái em nhớ liền có một bài báo đăng về một người phụ nữ ở Tiền Giang khi đó đã quay về trong đất liền rồi phải ra lại ngôi này để xây dựng côn đảo theo cái tiếng gọi của mình đấy, thì rất cảm động. Bây giờ đó hai vợ chồng không con cái gì thôi. Dạ. Ông mất rồi mình bả à. Dạ. Thôi. Cảm phục bả lắm. Hồi nãy vừa vô nói cái là em nghe nhớ liền cái bài báo đăng về bả. Vừa đi nghĩa trang Hàng Dương viếng mộ các liệt sĩ. Dạ, cũng đi theo chân cô Tư Ni và bây giờ là đến thăm chú. Dạ, thưa chú con. Có lên tới mộ của cụ Lê Hồng Phong không? Dạ, chưa tới. Có lẽ là ngày mai tụi con sẽ có thời gian, tại vì đến hôm nay chiều nó hơi trễ. Cô Sáu ở dưới này, Lê Hồng Phong, Nguyễn Hồng Ninh ở Túc Trên đó. Trên kia hồi nãy, nhưng ông Nguyễn Hồng Ninh là cũng là đuổi Nhật, đuổi Tây, nhưng mà ổng không theo mình đâu. Ổng là tư sản, ổng có thắng được hả? Tư sản yêu nước. Tư sản yêu nước. Yêu nước Nguyễn Hồng Ninh, cho nên hai ông nằm một chỗ nhưng mà hai ông khác nhau. Nằm một chỗ nhìn hai ông cũng là người người nổi tiếng ở nhà yêu nước nên em được lại đó đọc. Dạ vâng, cô Nguyễn Hồng Ninh ai giúp em rồi không? Thank you.